Đồng chí Hoàng Văn Giang, Bí thư Đảng.
hiện xa xưa. Vui buồn thì gặp nhau sau 40 năm với mái đầu Ba Vàng. Tại đây hôm nay, các đồng chí đồng chí 23 tháng 8 chúng ta có mặt mà còn hiện diện của các thủ trưởng sư đoàn 338 anh hùng. Chúng ta nhiệt liệt chào đón các vị bằng một lòng và một tràng vỗ tay lớn nhất. Thưa các đồng chí, trong lịch sử 40 năm dựng nước của đất nước, ít nhất cũng có công chúng ta, những con người ngồi đây đã góp công viết lên trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm dân tộc. Vào ngày này cách đây 40 năm cũng gần với ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những chàng trai cô gái tuổi vừa 18-20 với tuổi dậy thì đang toan tính cho mình sự nghiệp, người vừa rời ghế nhà trường, thậm chí cầm trên tay tấm giấy báo đại học. Có người đang khao khát lên đường xây dựng gia đình hạnh phúc, người thì còn đơn lĩnh vực công tác nhà nước, người thì bị dịch con thơ, tất cả đều xếp lại lên đường phòng quay cây giặc. Đúng là dân tộc Việt Nam khi có giặc ngoại xâm, không kể trai hay gái cứ khỏe mạnh là lên đường. Thay mặt cho người lính năm xưa, tôi xin chúc các chị các anh luôn có tinh thần dũng khí yêu nước và chúng ta là truyền lửa lan cho thế hệ con chúng ta.
còn bạn hôm nay thành công thành nữa. Vâng, thay mặt ban liên lạc ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Văn Công, chúc đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hưng, phó trưởng bộ ban liên lạc hội đồng phụ huynh và đoàn lên phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí, nguyên là lãnh đạo chỉ huy các khe thuộc đơn vị sư đoàn 338, kính thưa các